Sau này mà bọn mình có con thì anh thích con trai hay là con gái? Anh à, anh thích con gái. Tại sao? Vì nó sẽ xinh đẹp và giỏi giang giống như em. Điều thế cơ chứ. Thế còn em? Em thích con trai hay con gái? Em á? Em thì con gái hay con trai gì cũng được. Nhưng mà em thích á, là nó phải tinh nghịch một chút. Thích chơi mấy trò mạo hiểm này này. Chẳng hạn như là trò du lượn. Anh muốn chúng nó làm công an. Tất nhiên rồi. Con nhà Tông không giống lông thì cũng phải giống cánh chứ. Em nhìn thấy một người rất giống cô Lam. Đồng chí thấy ở đâu? Nhìn thấy trên TV. Lâu rồi ở huyện này không có đài báo gì về. Có lẽ đồng chí đã nhìn nhầm ai rồi đó. Ừ. Tôi nói với ông Lâm rồi. Nhìn gà hóa quốc. Ở đời thiếu gì người giống nhau. Ông ấy chưa già mà đã lũ lẫn. Việc kiểm tra hôm nay ở đơn vị còn nhiều thiếu sót. Các đồng chí thông cảm. Ông trưởng huyện ơi, ông cũng phải chia sẻ với tôi. Vẫn phải đưa vào biên bản. Ai đời thông báo cả tháng trời rồi mà các ông chuẩn bị sổ sách số liệu lộ cộ quá. Thông cảm nhá, vẫn phải đưa vào biên bản. Không thì các sếp mới phải bình tôi chết nhá. Đường này toàn vực thôi. Em lái cẩn thận nhá. Không anh em mình xuống vực thì toi đấy. Anh yên tâm. Đường này đối với em không ăn thua gì cả. Phải công nhận em lái lụa thật đấy. Với lại con xe này ngon. Chạy cứ êm ru đi. Chắc sếp em hay đi xe này lắm à? Vâng ạ. Em sướng thật. Được ôm con xe ngon quá. Thích thật. Vâng. Anh Hà này, thằng Triều đâu về tới chưa? À, nó mới nhắn tin. Còn khoảng 10 cây số nữa thì tới nơi. Chắc là lấy được thuốc rồi chứ. Cái thằng quỷ này hôm nay lại bắt cái thằng kia chờ dưới đường. Nó vô rừng lấy một đám lá tầm bầy tầm bạ bỏ cho bao mang về đây. Anh không được uống thuốc của nó đấy nghe. À chú, việc ở trên kia ổn chưa ạ? À ổn rồi. Cái lão Tiến trưởng huyện kể cũng khá đấy. Cái đám kia về á, lão có theo chú hỏi là đang diễn cái vở gì. Lúc ở trên đấy cháu cũng lo, sợ nhất là mấy anh em lính tráng lại bảo chưa từng gặp cháu thì nguy to. Yên tâm, đã dặn dò lão hết rồi là thu hẹp cái phạm vi tiếp xúc của đám kia lại. Với lại cái số mà để phục vụ cho đoàn kiểm tra đã được dặn dò kỹ lắm. Cháu nhớ đấy, sai một ly đi vạn dặm. Từ nay không có báo chí truyền hình đâu nhé. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Việc giải nghi đã lo xong, bây giờ nhiệm vụ của cháu là gì ạ? Thì vẫn tiếp tục nhiệm vụ thôi. À, nhưng mà bây giờ về Hà Nội thì buồn cười lắm. Chẳng lẽ bố đang nằm viện, con lại đi về? Mày nghĩ cũng phải. Thôi cứ ở lại đây vài bữa đã. Đằng nào Tây Đức cũng chưa về. Nó về tới nơi rồi. Anh nằm xuống đi, làm diễn tiêu diễn nha. Dạ vâng. Thầy hôm nay thế nào rồi Thủy? Bố em tỉnh lại rồi. Nhưng mà kêu đau, nên là bác sĩ tiêm thuốc tê rồi cho ngủ tiếp. À thế à? À đây, đây có hai loại thuốc nhá. Đây là vỏ cây và rễ cây. Em cứ sắc ra, nấu nước cho thầy uống. Còn cái này là lá. Em cứ nghiền nát ra, rồi đắp vào chỗ đau nhá. Thuốc tốt cả đấy. Dạ vâng, em biết rồi ạ. À. Chào cả nhà. Chào bác sĩ ạ. Bệnh nhân này ngủ lâu chưa?
Dạ, bố em ngủ được một lúc rồi ạ. Tình trạng này chắc phải điều trị dài ngày ạ. Với lại tôi đang nghi là có khả năng bị nội thương nặng. Vậy đó ạ. Thế xương sườn của bố em có sao không ạ? Cũng may không sao. Thôi, có vấn đề gì cứ gọi trực tiếp cho tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ ạ. Cương này, em nghe bác sĩ nói rồi đấy. Bố chị chắc phải vài ngày nữa mới khỏi. Hay là ngày mai em về Hà Nội trước đi. Khi nào bố chị xuất viện rồi chị về sau. Cảm ơn em nhiều nhá. Đường nào thì sếp cũng đi công tác rồi. Hay là em ở lại để xem có việc gì em làm nhá. Thôi, không cần đâu. Em cứ về trước đi. Hôm nào chị về, chị sẽ gọi em đến đón. Còn không, chị chủ động đi xe khách về. Chị Thủy nói đúng đấy em ạ. Vâng. Em cũng đi đường mệt rồi. Tí nữa anh sẽ đi lấy khách sạn cho em nghỉ ngơi. Rồi sáng mai em về Hà Nội trước nhá. Vâng. Không phải lo đâu. Vâng. Thì anh chị nói chuyện nhá. Em ra ngoài. Anh đi trước nhá. Anh, những hình ảnh mà bên Lào mà thằng tài xế cung cấp cho mình có quá nhiều thông tin anh ạ. Nhận định của anh em mình là hoàn toàn chính xác. Tay Đức chính là ông trùm đứng sau thằng Toàn khi đốm. Mà cũng chính lão ta ra lệnh giết thằng này. Tay Tú em nghĩ chỉ là đầu sai thôi anh ạ. Vấn đề bây giờ là chứng cứ. Phải có cái gì đặt lên bàn ta mới có thể ra lệnh bắt hắn được. Hiện tại chúng ta đang đi rất đúng hướng. Thời gian tới phải tìm cách để tác động với lão sớm bộc lộ ra. Vụ mất 2.000 đánh vừa rồi, em dám chắc với anh, chúng sẽ gỡ lại. Phải đan lưới để bắt con cá kình. Em, Lan, em đi đâu vậy? Em về nhà. Để anh đưa em về nhá. Không cần đâu, em tự về được rồi. Bây giờ còn sớm, hay là mình đi dạo một lát đi. Thôi, anh vào với thầy đi, kẻo thầy chờ. Em muốn về nhà nghỉ ngơi. Đi từ sáng tới giờ cũng mệt rồi. Em đi nhé. Con vào đi. Thầy. Con à? Thầy ăn no chưa ạ? Thầy ăn no rồi. Con này. Dạ. Cứ làm đồ này. Đồ này sao ạ? Thầy thấy nó khác quá. Khác thế nào thầy? Cũng rất khó gọi tên. Nhưng thầy có cảm giác nó đã thay đổi rất nhiều.